bia chính thức của các anh trai. Chù quá, trời phải tới. Thật ra tụi tôi là những con cáo. Cái gì vậy? Mà những con cáo rất là hiếm. Tôi 10/10. 10/10 á, đã chết. Ủa, chúng ta vẫn là một team. 10/10 đã chết. Thằng 6/6 tôi suốt ngày đòi 10/10. Thằng 6/6 tôi suốt ngày đòi 10/10. Nhớ là cái gì? Tôi vẫn còn chấp niệm lắm. Không, chúng ta là một gia đình mà. Không bao giờ cái gì nó xảy ra. Chúng tôi bây giờ team khác rồi. Tất cả với đây là diễm dạng. Quên từ hồi sáng rồi. Chúng tôi là bên anh Sinh. Vậy thì quay xong có đi ăn không? Cảm thấy mọi người già cỗi và muốn đánh tôi. Nói chung là ai nhìn cũng muốn đánh tôi cả. Tôi cảm thấy là tất cả những ánh nhìn xung quanh đều hướng tới tôi hết. Mặc dù làm thầy giám thị nhưng mà tôi không xem được ai cả. Người ta xem tôi thôi. Xem thường. Thật là kinh khủng. Thế này em gợi ý cho, bọn em sẽ chọn những bài mà nghĩ là sẽ quan trọng nhiều. Bọn em có tính gì đâu. Bọn em chọn bài mà có gì đâu anh. Hết cả đầu cuối này. À, chờ hết luôn mà. Không có tiền để tính luôn. Ý kiến lên vương ấy. Có chiều rồi đó thì cho tôi có một tí lời anh tranh giành. Đừng nhớ trong lòng nữa. Đừng nhớ trong lòng nữa. Nó làm gì anh? Nó nhớ là Thật ra tụi tôi là những con cáo. Cái gì vậy? Mà những con cáo rất là hiếm. Điệu nhỏ nhỏ xíu, dễ thương xíu. Mấy người nhớ nhau. Đây là điệu nhảy gì? Định chơm hay gì? Nó sẽ làm cái đó rất là đặc biệt. Tuy nhiên em vô cái bài vui thì quá bình thường. Là một cái
cái bài nó sôi động quá. Em không muốn vô một bài tiếng Việt, em không có thích cái tựa bài thì em có tiếng Anh. Và cái đó nghe quá già. Là con ngủ đây ba. Đại học qua là sau là ba. Nhưng mà lần có nghĩa là chọn bài tiếng tiếng mở bài bốn. Cái này hồi nãy giờ có một năm bốn bài rồi. Em nghĩ bài học qua chỉ cần ba. Mà cái bài đó là về tình yêu hay là cái không? Chủ đề mở bây giờ về bài bốn chọn. Không bao giờ cái gì nó sẽ ra. Chúng tôi bây giờ team khác rồi. Tất cả chỉ là diễn giảng. Quên từ hồi sáng rồi. Chúng tôi là bên anh Sinh. Vậy thì quay xong có đi ăn không? Không. Không. Thấy mình không hả? Thấy chưa? Em thấy chưa? Em ngây thơ chưa? 10 trên 10 đã chết rồi, đừng có níu kéo nữa. Tụi cố chắc. Trai C2 Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn. Không phải mình đến đây mình đã thể hiện rõ cái khát vọng của mình là làm đội trưởng. Cho hỏi là tại sao mình lại có cái khát vọng nữa. Tú sợ là những vòng sau khi bắt đầu mọi người biết được khả năng của mình rồi, mọi người sẽ không cho mình làm nhóm trưởng nữa. Nên là khi có những cái vòng đầu anh em còn đang bỡ ngỡ về nhau thì mình cứ xin mình làm nhóm trưởng trước. Mình được trải nghiệm cái nhóm trưởng, xong rồi lúc sau mình sẽ được hy vọng là anh em sẽ thương, lấy lòng anh em để được trải nghiệm các vị trí khác nhau trong các cái từng nhóm một, ví dụ như là hát, nhảy, rap. Thực sự là mình rất là thích và mình muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ. Nên là tôi mới xin mấy anh em, cũng được mấy anh em thương tình. Nói chứ trong anh em rất là nhiều người giỏi hơn mình, nhưng mà tại vì mấy anh em thương nên là mấy anh em mới để cho mình làm thôi. Và mình cũng rất là quý mấy anh em. Ai thương mình kể là thử cái tên để lắc đi hỏi lại thôi đúng không? Phải là tất cả anh em Liên Quân 2 rồi. Phải là Liên Quân 2 thì mới thương mình, bầu cho mình chứ. Mình muốn shout out cho mấy anh em Liên Quân 2. Biểu diễn là cái động tác mà say 2 của mình không còn đang chờ sân rồi. Mình làm lại coi mình còn nhớ không? Thật ra tại vì Tú nghĩ rằng tất cả mọi người
rất là buồn cười. Tại vì mọi người lên là anh chết sẽ hai dây hại nhé. Mình thì mình buồn cười cái đấy thôi. Tại vì 30 anh em ai cũng anh chết sẽ hại nhé. Nên là mình mới nghĩ là làm sao mà để nó không có giống cả mọi người một tí. Nên là mình anh chết sẽ hai. Cho hỏi là hôm qua thì mình đã gặp 30 anh trai, mình đánh giá ai đang cùng tần số với mình? Tôi nghĩ là 30 anh em ai cũng tần số cùng Tú hết á. Vậy hả? Tú thấy là hôm qua anh em khi mà bắt đầu năng lượng á, mọi người vui vẻ thì bản thân Tú nghĩ rằng đây là cái điều mà rất là quan trọng để nó gắn kết được mọi người với nhau. Và bản thân mình thì mình cũng sẽ cố gắng làm sao để mình toát ra cái năng lượng tốt nhất để cho anh em có thể cảm nhận được và dễ dàng hòa hợp. Bởi vì Tú gặp ai Tú cũng nói chuyện và Tú gặp tất cả các anh em. Anh Tú nghĩ là mình sẽ mạnh nhất ở mảng nào? Thì mọi người có thể nhìn vào cái DNA của Tú rồi đấy. Khúc đó nhiều khi mình còn chưa suy nghĩ nhiều. Ồ, phải suy nghĩ nhiều mới lên một mọi người mình thấy người ta nhảy như thế nào rồi mình còn cảm thấy là những cái khúc mà mình đánh giá nhiều khi còn tự tin được nữa không? Thật ra khi mà những cái lúc mà mấy anh em nhảy cũng nhắm mắt, cũng xem. Tại vì nếu mà mình xem mình sẽ bị kiểu bị tự ti trong lòng ấy. Mình không xem nên là đối với mình thì mình vẫn là 100 điểm. Cho hỏi là hôm qua là thấy anh Tú cũng có một chút tương tác với lại cái nhánh của Winle Tage này nọ, thì thật sự là không biết là mình thấy hai bạn nó như thế nào. Cũng rất là tế thương hai bạn anh em đó. Tại vì mấy anh em là lần đầu tiên tham gia một game show, và bản thân mình cũng là người đầu tiên tham gia một cái game show mà nó dài hơi như thế này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn, nên là tôi cứ nói với mấy anh em là cứ anh em cảm thấy nghĩ gì cứ nói như thế. Cái đoạn nào vui, cái đoạn nào cần tâm trạng anh em cứ nói ra, nó có thể bắt được cái hình của anh em. Tại vì nếu mà anh em không nói thì lên một cái tập nó sẽ không có hình của các anh em. Nên là mình cố gắng mình ngồi với cả mấy anh em. Tại vì thường là mấy anh em rap thì họ không có nhiều cái trải nghiệm. Cho hỏi là vậy là cái mức độ mà rap của mình ở trong con người mình có bao nhiêu phần trăm? Tôi nói rồi chắc cũng phải cỡ mấy anh em kiểu Hurricane rồi này kia ấy. Thì là bao nhiêu phần trăm mình trong một con số đi? Phần trăm thì mình không tính được, không số không tính được, nhưng mà chắc là hy vọng là sẽ có một ngày nào đó mấy anh em battle với nhau. Anh Tú và anh đến đây với khát vọng làm đội trưởng thì mình sẽ nghĩ mình sẽ tiếp tay đua đội của mình. Thật ra tôi cũng chỉ biết một vài anh em thôi, ví dụ như là Winle, Tết hay là ngay cả Hiếu thứ hai mình cũng chỉ gặp ở bên ngoài và mấy anh em đi ăn thôi, chứ còn thực sự chưa bao giờ mà gọi là đứng ở trên sân khấu mà để mà ngồi làm việc trực tiếp với nhau. Rồi ngay cả Eric Đức Phúc cũng vậy, hầu như Đức Phúc thì có làm qua một cái dự án nhỏ rồi, nhưng mà hầu như là nó không có quá nhiều gắn kết. Có anh Isaac rồi này, Gin rồi này, một vài anh em thôi chứ không nhiều đâu. Nên là để vào Big thì cũng hơi khó. Cho ba cái tên trong tầm ngắm của mình thôi. Ok, vậy tôi sẽ chọn mấy anh em thiên về rap đi. Tại vì thật ra không phải như này. Ví dụ như là các anh em hát á, hoặc là các bạn ấy thì mọi người đã biết rồi, thì chọn các anh em mà ít biết hơn thì có vẻ lợi thế hơn. Thì mọi người cũng sẽ tỏa được cái năng lượng, mọi người sẽ được khán giả biết nhiều hơn. Ví dụ như là Winle, mình sẽ chọn Winle, Zonomic, Tết cho này. Rider thì hiện tại bây giờ tôi thấy là tôi đang rất là ổn rồi, mọi người khán giả cũng đã biết rồi. Hiếu không? Hiếu khi thứ hai. Thứ hai thì bây giờ mọi người đã biết hết rồi. Đức của mình là chọn những người nào chưa ai biết để mình khai thác. Đúng. Và tại thật ra chọn thì thôi, nhưng mấy anh em rất là giỏi. Mọi người có thể nhìn thấy hôm qua từ Hùng, khi mà Jimmy Nice bước ra, bạn nhảy rất là đẹp. Bên cạnh có nữa, có Dương nữa, khi mà đi ra nó cũng đàn. Đấy là toàn là những anh em tài năng không. Và các bạn ấy chưa có nhiều cơ hội. Mình nhìn thấy tài năng của họ mà mình tự tin rằng họ chưa có nhiều cơ hội đến với khán giả thôi. Mấy anh em đấy rất là phù hợp. Nghe nói là mình lén gia đình đến đây, không ai biết hết. Thật ra tại vì cũng rất là ngại nói về chuyện gia đình. Tại vì đã tới một cuộc thi thì mình chỉ muốn tập trung vào cái cuộc thi sân chơi của mấy anh em và sân chơi về âm nhạc. Còn cái chuyện gia đình thì tại vì mình cũng rất là ngại nói, nên là thôi mình không nói đâu. Tại vì lần trước hỏi mình đang bị bí, mình không biết nói ra nên mình mới trả lời như vậy các bạn ạ. Nhưng mà ví dụ như mình nghĩ là đến khi nào mình sẽ nói được? Thế tôi chả giấu cái gì đâu. Nhưng mà thôi, chuyện gia đình thì mình gác qua một bên. Ở đây là có mấy anh em, tất cả anh em ở đây thì hy vọng là mọi người sẽ xem chương trình Anh Trai C2 và mọi người sẽ cảm nhận được tài năng của từng anh em, từng cá tính một. Có những người đã mọi người đã biết đến rồi thì mọi người sẽ thấy được ở một khía cạnh khác. Còn những người mà họ mới hơn thì hy vọng là quý vị khán giả sẽ đón nhận họ ở một cái cương vị rất là tài năng và rất là giỏi cho một thế hệ mới. Ok, cảm ơn anh Tú rất nhiều. Cảm ơn. Chúng tôi là mọi người nghĩ là hát hay là sẽ càng cao là sẽ hát. Nhưng mà đúng ra của cái đó là càng cao là càng phải như này. Để, tại vì vị trí âm thanh nó không ở một chỗ đâu. Ví dụ em hát nhá, hát người là con xoang đúng không? Con xoang là qua đây đúng không? Thì lúc đấy em phải gầm ngay để cho nó không cái này. Kiểu như thế, thì từ đây nó chuyển đến đây rất là luồng.
Đi được nhá, nếu mà thẳng này đúng không? Nó liền đi từ đây, bên đây đúng không? Em ngửa này là nó bị da dọc cổ thì nó sẽ chịu quét. Vâng, em ngửa lên cái là xước vào cái cổ này đấy. Đúng rồi. Nhưng mà cúi xuống khó lắm. Cúi xuống khó, xuống lên dễ hơn, đỡ mệt hơn. Nhưng mà phải học với cả phải qua một khoảng rất dài rồi. Anh tự cảm giác. Đấy. Yeah. Hold on. Okay. Đi qua kia chung với ta mới được. Cái đám con kia đừng dậy xuống nghe đi đường này luôn. Anh xong của anh thì ra đi quân hay sao đấy? Ok. Alo. Xem cái gì? Xem sao có ghế. Giờ này còn chưa đi học nữa. Mà sao lớp 5 mà sao vậy? Hôm nay là tôi làm hiệu trưởng. Ê, hôm nay tôi làm giám thị để gác lớp 5A6 thi môn lịch sử. Cho tôi hỏi là các em biết gì về tôi hả? Sao học sinh hỗn loạn vậy anh? Bởi vì tôi không hoàn toàn không có khả năng để kiểm soát tất cả mọi người học sinh ở đây. Cảm thấy mọi người già cỗi và muốn đánh tôi. Nói chung là ai nhìn cũng muốn đánh tôi cả. Tôi cảm thấy là tất cả những ánh nhìn xung quanh đều hướng tới tôi hết. Mặc dù làm thầy giám thị nhưng mà tôi không xem được ai cả. Người ta xem tôi thôi. Xem thường. Thật là kinh khủng. Sao là quay quá hả? Cái em này chị em xấu á. Em dễ thế này, đâu này mà. Em biết in tattoo không? Em biết in không? Dạ. In á? In. Em không biết. Anh biết không? Không. Chú anh Kinji xong. Chú anh Kinji xong. Chưa. Chưa biết. Trong Sài Gòn biết mấy đúng. Chỗ đấy là tính là Sài Gòn. À, thực ra nó sẽ tùy vào khu. Vâng. Tôi làm mỗi một khu, ví dụ anh Hoàng Moscow. Anh Đô là cũng là một tiếng. Vâng. Tiếng Hoàng Moscow. Anh Hoàng Moscow xong ra cái này này. Anh đi nhá. Xong hết rồi. Chụp cho là xíu. Xong là xong, ăn cũng vậy luôn đúng không? Giờ bổ sút. Ủa? Giờ thì hai đồ bổ sút. Là bổ sút xong mới tới cái này. Ăn xong này rồi. Giờ tôi qua bổ sút. Ủa vậy hả? Giờ tưởng người làm cũng vậy chứ. Hãy đồ ra. Hãy đang xong rồi. Em còn cái này sao? Chụp tim đúng không? Đúng rồi, tinh anh từ trời nó coi chưa xong rồi. Xong rồi. Chưa, cái này chưa. Chưa tìm. Tìm anh có ai? Không đâu chụp tin đâu. Anh chụp. Cả biểu của anh tin này. Cả anh ngay lắp đâu rồi.
thành công của bài hát Ngáo Mơ của boy band toàn cầu không thể thành công hơn nếu như mà không có sự đóng góp của Lauren. Yeah, và đặc biệt hơn nữa là Lauren đang tham gia một chương trình, đó chính là bài hát của chúng ta Our Song Việt Nam. Thì hy vọng tất cả khán giả sẽ ủng hộ cho chị Lauren nha. Cố lên Lauren, cố lên. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Anh trai C2 Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn.